Giá heo hơi hôm nay ngày 24 tháng 5, miền Nam điều chỉnh từ 1.000 đồng mỗi kg đến 2.000 đồng mỗi kg. Giá heo hơi hôm nay ngày 24 tháng 5 tăng, giảm trái chiều 1.000 đến 2.000 đồng mỗi kg tại miền Nam. Hà Nội thúc đẩy các giải pháp ổn định chăn nuôi để hạn chế dịch bệnh phát sinh. Giá heo hơi hôm nay tại miền Bắc đi ngang. Giá heo hơi tại miền Bắc hôm nay ổn định, không ghi nhận điều chỉnh mới so với ngày hôm qua. Cụ thể tại Bắc Giang, Yên Bái, Lào Cai, Nam Định Thái Nguyên, Phú Thọ, Thái Bình, Hà Nam, Vĩnh Phúc và Ninh Bình, giá thu mua tiếp tục neo tại mốc 56.000 đồng mỗi kg. Tỉnh Tuyên Quang tiếp tục giữ mức giá 57.000 đồng mỗi kg, không đổi trong ngày hôm nay. Hưng Yên và thành phố Hà Nội đang giao dịch với giá 58.000 đồng mỗi kg. Đây cũng là mức giao dịch cao nhất ở thời điểm hiện tại. Giá heo hơi hôm nay tại miền Bắc dao động trong khoảng 56.000 đến 58.000 đồng mỗi kg. Cụ thể giá heo hơi tại Bắc Giang là 56.000 đồng mỗi kg, Yên Bái là 56.000 đồng mỗi kg, Lào Cai là 56.000 đồng mỗi kg, Hưng Yên là 58.000 đồng mỗi kg, Nam Định là 56.000 đồng mỗi kg, Thái Nguyên là 56.000 đồng mỗi kg, Phú Thọ là 56.000 đồng mỗi kg, Thái Bình là 56.000 đồng mỗi kg, Hà Nam là 56.000 đồng mỗi kg. Vĩnh Phúc là 56.000 đồng mỗi kg, Hà Nội là 58.000 đồng mỗi kg, Ninh Bình là 56.000 đồng mỗi kg, Tuyên Quang là 57.000 đồng mỗi kg. Từ đầu năm 2022 đến nay, mặc dù giá nguyên liệu thức ăn chăn nuôi liên tục tăng mạnh, ảnh hưởng đến việc tái đàn của người dân nhưng đối với các trang trại, việc sản xuất quy mô lớn vẫn duy trì và tiêu thụ ổn định. Đánh giá về tình hình chăn nuôi các tháng đầu năm 2022, Tri Cục Trưởng Tri Cục Chăn Nuôi và Thúy Hà Nội ông nguyễn ngọc sơn cho biết mặc dù dịch bệnh diễn biến phức tạp ảnh hưởng đến đời sống kinh tế của người dân nhưng chăn nuôi gia súc trên địa bàn thành phố vẫn phát triển ổn định tuy nhiên đây sẽ là cơ hội cho các trang trại chăn nuôi lớn áp dụng quy trình chăn nuôi an toàn sinh học từng bước hạn chế chăn nuôi nhỏ lẻ trong khu dân cư theo báo hà nội mới giá heo hơi hôm nay tại miền trung tây nguyên ổn định thị trường heo hơi miền trung tây nguyên tiếp tục trứng giá trên diện rộng theo ghi nhận mức giá thấp nhất khu vực là 54.000 đồng mỗi kg, có mặt tại tỉnh Hà Tĩnh. Trong khi đó, Quảng Bình, Quảng Trị và Lâm Đồng vẫn tiếp tục neo cao tại ngưỡng 57.000 đồng mỗi kg. Các tỉnh còn lại đang giao dịch trong khoảng 55.000 đến 56.000 đồng mỗi kg. Giá heo hơi hôm nay tại miền Trung, Tây Nguyên giao động trong khoảng 54.000 đến 57.000 đồng mỗi kg. Cụ thể giá heo hơi tại Thanh Hóa là 56.000 đồng mỗi kg, Nghệ An là 56.000 đồng mỗi kg. Hà Tĩnh là 54.000 đồng mỗi kg, Quảng Bình là 57.000 đồng mỗi kg, Quảng Trị là 57.000 đồng mỗi kg. Thừa Thiên Huế là 55.000 đồng mỗi kg, Quảng Nam là 55.000 đồng mỗi kg, Quảng Ngãi là 55.000 đồng mỗi kg, Bình Định là 55.000 đồng mỗi kg, Khánh Hòa là 56.000 đồng mỗi kg, Lâm Đồng là 57.000 đồng mỗi kg, Đắk Lắk là 56.000 đồng mỗi kg, Ninh Thuận là 55.000 đồng mỗi kg. Bình Thuận là 56.000 đồng mỗi kg. Giá heo hơi hôm nay tại miền Nam điều chỉnh giải rác. Tại miền Nam, giá heo hơi biến động trái chiều từ 1.000 đồng mỗi kg đến 2.000 đồng mỗi kg trong hôm nay. Theo đó, An Giang tăng 1.000 đồng mỗi kg so với hôm qua, hiện thu mua heo hơi tại mốc cao nhất khu vực là 61.000 đồng mỗi kg. Trái lại, Sóc Trăng giảm 1.000 đồng mỗi kg xuống còn 57.000 đồng mỗi kg, ngang bằng Đồng Tháp, Đồng Nai, Vĩnh Long. Kiên Giang, Trà Vinh và Bến Tre. Sau khi tăng, giảm từ 1.000 đồng mỗi kg đến 2.000 đồng mỗi kg, Hậu Giang, Cà Mau và Bạc Liêu đang giao dịch heo hơi ở mốc 58.000 đồng mỗi kg. Giá heo hơi hôm nay tại miền Nam giao động trong khoảng 55.000 đến 61.000 đồng mỗi kg. Cụ thể giá heo hơi tại Bình Phước là 56.000 đồng mỗi kg, Đồng Nai là 57.000 đồng mỗi kg, thành phố Hồ Chí Minh là 56.000 đồng mỗi kg Bình Dương là 56.000 đồng mỗi kg Tây Ninh là 56.000 đồng mỗi kg Vũng Tàu là 55.000 đồng mỗi kg Long An là 56.000 đồng mỗi kg Đồng Tháp là 57.000 đồng mỗi kg An Giang là 61.000 đồng mỗi kg Vĩnh Long là 57.000 đồng mỗi kg Cần Thơ là 55.000 đồng mỗi kg Tiên Giang là 57.000 đồng mỗi kg Hậu Giang là 58.000 đồng mỗi kg Cà Mau là 58.000 đồng mỗi kg. Tiền Giang là 56.000 đồng mỗi kg. Bạc Liêu là 58.000 đồng mỗi kg. Trà Vinh là 57.000 đồng mỗi kg. Bến Tre là 57.000 đồng mỗi kg. Sóc Trăng là 57.000 đồng mỗi kg. Nhìn chung, giá heo hơi hôm nay tăng, giảm trái chiều trong khoảng 1.000 đến 2.000 đồng mỗi kg tại miền Nam. Hiện tại, giá khảo sát ở các tỉnh thành giao động trong khoảng 54.000 đến 61.000 đồng mỗi kg.